Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay Thiện trở lại đây thăm bác thị Che. Đây, sức khỏe hôm nay cũng rất là yếu rồi. Dạ bác, bệnh đỡ chưa bác? Quá nặng à hả? Rồi còn ăn uống được không bác? Uống hấp cháo trắng được chút chút thôi hả? Có ăn thịt cá gì được không? Vậy là không có đi bệnh viện nữa đó hả? Bây giờ bác muốn muốn làm sao, muốn giúp làm sao? Giờ cho tiền đi bệnh viện được không? Dạ con gửi tiền cho bác đi bệnh viện ha. Ẩm qua ẩm lại mệt muốn chết rồi hả? Người ta ẩm mà bác mệt ha. Đụng không được nữa. Ủa gì này, cuối cùng bị sao vậy bác? Bị bệnh gì? Bệnh nó nhức, nhức gì vậy nó. Này triệu chứng giống ung thư quá hả? Ừ. Giống hệt anh Tấn, đụng tới đâu nhức tới đó là ung thư đó. Không phải. Khổ ha. Hôm nay lại đây thăm bác, con cũng thay mặt một người cô ở bên Úc, không có nói tên. Cô gửi cho bác 2,5 triệu nha. Để giúp đỡ bác một phần nào đó khó khăn. Dạ. Chứ bây giờ bác nói đi bệnh viện không được rồi, con cũng không biết giúp làm sao nữa. Thì bây giờ thôi uống thuốc nam hay gì đó đỡ đi ha. Cô uống thuốc nam không bác trai? Có hả? Thôi mà thấy không khả quan hả? Con gửi cho bác trai 2,5 triệu ha. Rồi bác lo cho bác gái giùm con ha. Con mừng, cảm ơn. Này một người cô ở bên Úc á, không có nói tên, nhưng mà gửi cho gia đình là 2,5 triệu nha. Gửi cho bác 2,5 triệu nha. Bác có cần cái gì đó thì nhờ đây bác trai mua giúp bác ha. Thuốc hay gì đó. Dạ. Con ăn thịt bò được không? Gì hả? Uống sữa được không bác? Sữa uống được ha, vậy bác mua sữa cho bác gái uống ha. Bây giờ thịt bò ăn không được rồi. Vậy con chúc bác mạnh khỏe ha. Dạ. Mạnh ơn. Dạ. Ở đây là ngôi nhà của anh Vinh Cường, thì hôm nay Thiện vô đây quay phim cái trái của anh với lại nhà vệ sinh. Thì hôm trước Thiện cũng có thay mặt chị Oanh Nguyễn đó, có gửi thêm 100 đô để cho gia đình tráng cái nền nhà sau, với lại Thiện quay cái nhà vệ sinh lúc đã làm xong rồi đó. Ồ, tráng cái nền với em nè. Em ha. Sạch sẽ luôn. Đây là cái nhà nền nhà trái, nhà sau của gia đình anh Cường. Nền làm gì êm rồi đó anh? Êm rồi, đẹp. Mát nữa hả? Chán nền xi măng sạch sẽ luôn nè. Nó rộng rãi luôn đó.
Đủ tiền không? Đủ tiền chắc không? Đủ. Thằng em nó lại tiếp. Tiếp công ha. Dạ. Hai nhà. Không làm mình ơn không được. Không có gành thở mà. Không có gành. Không biết chán, không biết cuông gì hết trơn á, em lại tiếp á. Ừ. Rồi, im rồi, xe đạp đây có cho đứa nhỏ luôn. Nhà cửa đàng hoàng hết rồi đó. Đây nhà của anh Cường khi đã được làm xong cái phần cái trái đó thì lợp lá và dừng vách lá để nấu củi. Rồi ra ngoài này là cái nhà vệ sinh của anh nha. Nhà vệ sinh êm rồi ha. Đây là nhà vệ sinh của nhà anh Cường. Hôm trước Thiện có lại quay phim đó, thì lúc đó nó chưa được làm xong, thì nay đã được xây dựng xong rồi. Đó, đây là cái cây nước, khoan để xài nước đây luôn. Rồi đây là cái nhà vệ sinh này, cho gia đình. À, phần của gia đình anh chị là được chị Oanh Nguyễn giúp đỡ ha, xây nhà vệ sinh rồi phụ vô tráng nhà sau rồi này kia luôn đó, mua giường ngủ với lại tivi. Đây là nhà của chị Thị Nhung nè, nay chị cũng có làm thêm cái trái phía bên hông để nấu ăn đó. Thì Thiện quay những hình ảnh này để gửi đến tất cả mọi người xem. Làm ở này để nấu ăn hả chị? Im không? Cũng nấu ăn tại vì mình muốn xài cái lò đồ đó. Giờ coi thử coi. Cũng nấu bếp ga hả? Nấu bếp ga, có bếp ga đâu. Nấu củi. Nấu củi cũng được nhưng mà tôn này tôn cũ mà đâu có sao. Cái này nó cũ. Chán nền xi măng rồi luôn ha. Cái tiền này cũng nhờ bữa họ không cho đó mới làm được như này, không cho cũng có tiền làm đâu. Cho thì đâu có dám ăn đâu, để tiền để làm cái nó cái này nè, thì làm gì đi rồi xài luôn cũng êm vậy. Bữa nay mới dọn vô nè, hôm qua nó chưa có khô. Rồi mấy mẹ con im rồi đó, nấu ăn đó rồi dọn lên đây ăn luôn nè. Cái dáng này cây gì mà bự quá vậy? Cây gì hồi đó bả mua đó. Còn tới giờ luôn hả? Quá chắc ha. Mua cũng mấy năm, mấy cỡ năm, một năm, mấy năm rồi. Hồi đó bả còn sống, còn mạnh lắm á. Bả mua đó. Rồi bả mua nói để làm cái hòm đó. Rồi cái sau này bả thấy không có, nhà không có gì hết, bả nói để cho mày bộ dán. Rồi cho cái nền nhà. Vậy có gì cũng đỡ lắm chứ. Mẹ mở con mèo con ơi. Phải mà không cho tiền được nhiêu đó cũng không biết tiền đâu làm đâu. Giờ này còn khổ lắm phải không? Dạ, hay đỡ khổ vậy chị? Đỡ khổ rồi, tại vì có vậy mình làm cái nhà được có nhà cửa im vậy là khổ là hết. Dù tiền bạc mình không có thiệt nhưng mà mình không có lo nhà nữa. Cũng có chỗ nương tựa, chỗ nhà cửa nó sạch sẽ này kia. Hồi đó thì mình không có. Dạ. Yeah. Gán làm nhà sao cho rồi vài bữa nữa cũng đi rửa chén cho anh ta nè. Đúng rồi. Gửi chén cho ai? Cho gần đây nè, ta làm đám ấy cho con ta đó. Kiếm tiền thêm hả? Thì mình có, mình cũng phải gắng đi kiếm chứ. Dạ. Kệ cố gắng đi, có nhà cửa rồi về chỉ lo làm kiếm tiền để lo cho con thôi. Con trai chị đi học rồi hả? Đi học rồi, mới đi hồi nãy. Còn đất này là tự đem vô anh luôn hả sao? Tự đem vô á, hồi sáng. Được quá ha. Thôi vậy em cũng về luôn hả chị? Hôm nay thấy chị đừng vậy em mừng rồi đó. Ổn định rồi đó. Gắng làm lo cho con ha. Gắng cho nó đi học á. Nó còn đi học thì ở đây còn giúp được.
nó không nên ăn đi học thì cũng sao giúp được vợ. Bye bye chú.